Xin chào bà con nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái bí kíp cũng như là cái kinh nghiệm để chim bồ câu đẻ từ 25 đến 30 lứa một năm. Và cái việc chim bồ câu nó đẻ này là kinh nghiệm ở trại nông dân làm giàu của mình nha. Thì đây, mình nói về dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt khá là nhiều rồi. Và cái việc nuôi chim bồ câu đẻ 30 lứa một năm á, thì mình cũng áp dụng cho cái dòng chim bồ câu này luôn. Đây là chim bồ câu bố mẹ đang nuôi đi. Thì ở trại của mình chia ra làm 50%. Ví dụ như là mình có 10.000 cặp chim bồ câu thì mình sẽ để khoảng 5.000 cặp chuyên để đẻ, không nuôi con. Và 5.000 cặp còn lại sẽ nuôi con, vừa nuôi con vừa đẻ nha. Thì khi mà trứng chim bồ câu á, thì ví dụ như là con chim này nó đang nuôi con đi, thì tầm khoảng vài ngày nữa nó sẽ đẻ lại nha mọi người. Thì mình sẽ lấy trứng của nó. Đây, ví dụ mình sẽ lấy trứng của nó, mình bỏ vào máy lắp trứng. Ở trại mình thì có hai máy ấp trứng và một cái máy úng chim bồ câu nha. Thì đây, mình sẽ bỏ vào cái máy ấp trứng này. Đây là mình đang ấn để nó đảo để cho mọi người xem. Ví dụ như là trong này mà có chim bồ câu nó nở đi, đây là có rất nhiều con mới nở đây. Ví dụ như ở trong này có một con chim bồ câu nó nở thì mình sẽ bốc ra, mình lấy ra cho con chim bố mẹ nuôi nha. Mình lấy ra cho con chim bố mẹ nuôi. Thì thành ra là khi mà mình ghép như vậy á, mình ghép 3 hoặc ghép 4 cho con chim bồ câu bố mẹ khác nuôi. Tại vì mỗi lần chim bồ câu đẻ nó chỉ đẻ 2 lứa thôi. Và mỗi lần nó nuôi, mình cho nuôi được khoảng 3 đến 4 con là nó đã nuôi thay phần chim, những cái cặp mà mình chuyên cho đẻ rồi. Thì thành ra là mình có cái gọi là cái bí quyết. Đây là mình muốn chia sẻ với mọi người để là cùng nuôi chim bồ câu thành công á. Chứ mình nghĩ rằng cái bí quyết này á, không phải là ai cũng chỉ cho mọi người đâu. Và mọi người khi mà mọi người sử dụng cái máy ấp trứng á, mọi người cũng phải lưu ý là cái nhiệt độ của nó là 37 độ 5 nhé. Cái này là hồi nãy mình mở máy ra rồi nên là cái nhiệt độ nó bị tụt. Và độ ẩm đó mọi người cũng phải chú ý. Hệ thống đào tự động này, đấy, tất cả hiển thị trên cái mạch điện tử này. Thì khi mà con chim bồ câu bố mẹ nó nuôi con chim bồ câu con của những con khác á, đây cho mọi người xem này, thì thành ra nó nuôi rất đồng đều. Đây là chim bồ câu ra ràng nha. Chim bồ câu này là đến kỳ là mình sẽ thịt đó. Đây là chim bồ câu ra ràng này. Chim bồ câu ra ràng thì tầm khoảng là 25 ngày là mình sẽ làm thịt được. Và ở trại mình là làm thịt bằng máy nha, mình làm thịt bằng máy móc á. Và mình có hút chân không luôn. Đây mọi người thấy chim bồ câu ra ràng mà nhìn to. Chim này là khi mà mình làm thịt á, nó trên 5 lạng hết nha mọi người. Còn mình quay lại cái bí quyết đi. Cái bí quyết nuôi chim bồ câu để nó đẻ tầm khoảng 25 đến 30 lứa một năm đi. Thì khi mà con chim bồ câu nó đang nuôi con á, như thế này mình lấy ví dụ đi. Thì thường thường á, nó khi mà nó nở quả trứng ra á, thì nó sẽ nằm ở trên này đúng không mọi người. Mình lấy ví dụ trên này đi. Con chim này nó sẽ nằm ở trên này đi. Tầm khoảng 25 ngày, à tầm khoảng 15 ngày, 10 hoặc 15 ngày mình sẽ bỏ nó xuống vậy. Thì con chim bố mẹ này cực kỳ nhanh đẻ lại nha. Cực kỳ nhanh đẻ lại luôn. Đây con chim ở bên dưới này. Con chim này là mình mới cho nó xuống luôn hồi nãy. Ví dụ nó nằm ở trên ổ, mình sẽ bỏ nó xuống ổ. Thì là khoảng hơn chục ngày là chim một con bố mẹ đang nuôi con.
nó đã để lại. Và khi để lại thì lập tức mình mang quả trứng của nó đi vô trong máy ấp trứng để cho máy ấp. Và cái thời gian chim mồ côi bố mẹ đẻ thì thường vào buổi tối nha, khoảng 5 đến 6 giờ là mình sẽ xách cái xô, mình đi lượm trứng, mình bỏ vào trong máy ấp trứng để cho máy nó ấp. Thì tầm khoảng 17 ngày sau quả trứng nó sẽ nở. Thì thành ra là trong cái máy ấp trứng có rất nhiều trứng, nên thành ra là ngày nào mình cũng có chim bồ câu mình ghép, và ngày nào mình cũng có chim bồ câu ra ràng mình thu. Chính vì vậy cái việc nuôi chim bồ câu á, sao tại sao có người nuôi một năm chỉ đẻ có 15 lứa thôi, mà có những người một năm đẻ 30 lứa và thu lợi nhuận rất là cao. Và mình hay nói đùa mọi người á, tại sao nuôi chim bồ câu có người thành triệu phú, có người lại trắng tay, có người lại nổi lên bành. Đó là câu chuyện nó là như vậy. Còn khi mà mình nuôi chim bồ câu á, một năm nó đẻ 25 đến 30 lứa, mà con chim nào nó cũng chất lượng như chim bồ câu ra ràng như con này đi. Con này là nó trên 5 lạng nha. Con này thì ngày mai mình sẽ làm thịt này và mình cung cấp cho hệ thống nhà hàng, siêu thị, đi vô siêu thị và các quán ăn, quán nhậu. Người ta rất là thích chim bồ câu, chế biến được đủ loại món luôn và giá trị dinh dưỡng của nó thì cực cao. Hiện tại ở đây thì bây giờ là đang ban ngày nên là chim bồ câu nó chưa có đẻ mọi người ạ. Có những cặp nằm ổ cái này thì nó đang nuôi con này. Có những cặp nằm ổ này là đang ấp mọi người, đang đẻ một trứng này, đang đẻ một trứng này nhá. Đây nó đẻ một trứng này. Khi mà nó hoàn thành nó đẻ xong hai trứng á thì mình ngay lập tức mình sẽ mang trứng của nó vào trong máy ấp trứng nó đẻ. À, và có một cái mà mình cần lưu ý cho mọi người, đó là nếu mà để cho bố mẹ ấp trứng á thì phải để luôn nha. Còn nếu như bỏ vào máy ấp trứng á thì hoàn thành xong phải bỏ liền, chứ không đừng có để khi mà chim bồ câu bố mẹ nó ấp tầm khoảng 10 ngày, mười mấy ngày rồi mới bỏ ra máy ấp trứng, thì khi đó là quả trứng đó cái tỷ lệ nở của nó cực thấp luôn và trứng nó hay bị ung. Nhiều người nuôi chim bồ câu mà không nắm được cái bí quyết này á, thì thành ra là trứng hư rất là nhiều. Mình thì làm review trang trại bồ câu của mình rất là nhiều rồi. Mình công việc của mình chỉ loanh quanh ở trại và những đối tác của mình cung cấp chim bồ câu ra ràng, chim bồ câu giống. Mình đi rất là nhiều nơi ở khắp cả nước mình thì mình có rất nhiều chi nhánh nha, và từ Bắc chí Nam luôn, ai nuôi bồ câu mình cũng đều cung cấp được từ lồng này là bên mình sản xuất luôn đó mọi người, máng nước tự động, máng ăn, rổ đẻ. Khi mà mình bắt chim bồ câu ra ràng mình để ở đây này mọi người, thì mình sẽ tập trung mình thịt, mình sẽ bỏ vào máy vặt lông và mình ép chân không và mình cung cấp cho khách nha. Và cái việc bí quyết mà để chim bồ câu đẻ 25 đến 30 lứa một năm á, thì khi mà mọi người nuôi á, mọi người phải để ý kỹ là những cái cặp chim nào chuyên để đẻ thì mình chỉ để cho đẻ thôi, còn những cặp nào nuôi tốt á thì mình sẽ cho nó nuôi. Tại vì khi mà mình nuôi chim bồ câu á, thì mình quá quen với những cặp chim ở trại mình rồi thì mình sẽ biết là cặp nào nuôi con tốt, cặp nào mà chỉ để đẻ thôi. Như vậy thì cái tỷ lệ mà một năm đẻ 25 đến 30 lứa thì nó sẽ đạt và người nuôi sẽ thành công. Còn anh em nào kết nối với mình thì mình sẵn sàng bao đầu ra, chim giống, tất cả hệ thống chuồng trại anh em mình đều có máy móc đi lắp cho mọi người từ Bắc chí Nam luôn. Ở Hà Long thì vừa rồi mình vừa mới giao chim hơn 100 cặp đi tận Hà Long mà. Và ở đó thì cái trại nó công năng của nó tầm khoảng 1.000 cặp, hơn 1.000 cặp. Thì mình cũng sẽ làm cái chi nhánh ở đó luôn. Thì mình rất mong là những anh em cả nước, đặc biệt là những khu vực gần như là Tây Nguyên hoặc là miền Nam hoặc là miền Trung gì đó, có thể kết nối với mình và mình sẵn sàng bao đầu ra cho mọi người. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha.
chào tạm biệt bà con.